về dịch vụ phục vụ của công ty Hưng Gia Nam là một nguồn động viên rất lớn cho công ty. Và về phía công ty sẽ hứa là sẽ liên tục liên tiếp cải tiến sản phẩm, tạo sản phẩm phù hợp với cái tập quán chăn nuôi của địa phương và liên tục phát triển chất lượng dịch vụ để phục vụ bà con ngày một tốt hơn, với mục tiêu đó là nâng cao hiệu quả, giảm thiểu chi phí và tăng cường thu lợi nhuận và chia sẻ với nhau lợi nhuận và hài hòa về lợi ích nói chung. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả, xin cảm ơn sự chân tình của bà con, sự ủng hộ của bà con đối với công ty. Xin cảm ơn tất cả. Xin chào thầy. Nhà Yến Vững có thêm ý kiến gì không nhỉ? Xin mời nhà Yến Vững đại diện nhà phân phối, đại diện người điều hành tổng kho. Quý đại lý cũng như là quý trại chăn nuôi thì trang trại thì hôm nay thì em rất là vui mừng khi được gặp gỡ cũng như là giao lưu với lại tất cả các anh chị quý đại lý, quý chăn nuôi thì em không biết nói gì hơn. Rất là mong các anh chị cô dì chú bác thì tổng kho mới bây giờ đã chuyển xuống đây rồi thì là em mong rằng tới này sẽ được phục vụ cho các anh chị các cô được thuận lợi, và cũng mong muốn rằng là tới này thì cháu mong các cô các chú các anh quý anh chị thì sẽ ủng hộ hai vợ chồng em một thời gian dài dài nữa. Em rất là cảm ơn xin chân trọng cảm ơn chị Hữu. Và bây giờ chúng ta hãy rót đầy ly rượu nhỉ, để chúng ta buổi khai tiệc cái buổi chiều hôm nay nhỉ. Mời tất cả quý vị ạ. Chúng mình có thể đứng lên được không ạ? Chúng ta xô gái cho nó khí thế được không ạ? Mời các bạn, mời các bạn. Với phương châm là tối nay là không say không về. Đấy, và kể cả có khi say nó vẫn về à? Mà say không về, mà không say không về. Đây giới thiệu với tất cả các bác ấy, đây là một loại thuốc mà chị em uống vào sáng giờ mua được. Đấy, còn anh em uống vào là nó cứ tư tưởng đấy. Thôi chúng ta khai tiệc nhá, ba cái nhá. Anh em ơi, hay ba, hay ba, hay ba. Chúc tất cả quý vị có một buổi tối chúng ta thật hoan hỉ. Dạ, xin cảm ơn ạ.